Hello anh em, mình là Quân đến từ chuyên tactical.com. Ok, thì mình vừa mới làm xong cái clip review cái Rust 100. Anh em có thể xem ở dưới đây nha. Rồi, cái clip này thì mình cũng làm ngẫu hứng thôi. Mình cũng không có dự định trước gì hết. Tại vì thực ra cái LV6 và cái Subenger này là có clip review riêng cho tụi nó rồi. Nhưng mà mình thấy có một số anh em nói là muốn mình làm một cái clip để so sánh hai chiếc túi này với nhau. Thì ok, mình sẽ làm một cái clip ngắn để review cho anh em biết nha. Đây, thứ nhất là tương quan về kích thước thì anh em có thể thấy đó chính là chiếc Subenger nó to hơn cái LV6 khá nhiều. Rồi, hai chiếc túi này thì nó có cái tư thế đeo và rất là nhiều điểm khác nó tương đồng. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có một cái điểm khác biệt lớn nhất, đó chính là cái thiết kế của hai chiếc túi này. Một chiếc thì nhìn nó rất là cổ điển, rất là tactical. Phải rồi, vì chiếc túi này nó đã được ra đời cách đây cũng khá là lâu rồi, từ năm 2013 thì phải. Còn chiếc LV6 này thì nó nằm ở trong cái bộ sưu tập Lovis, mới được ra mắt khoảng năm ngoái thôi. Mưa rồi. Two hours later. Rồi, mình sẽ bắt đầu tiếp nha. Thì chiếc túi này thật ra ở bên Mỹ họ không có chuộng lắm, cho nên là anh em có thể thấy là nó cũng khá hình ảnh ở trên Google đó. Bởi vì chiếc túi này nó được xây dựng ra thuần mục đích là để sử dụng với lại súng ngắn. Mà khi mà anh em sử dụng súng ngắn thì mình lại thấy bên nó những cái diễn đàn anh em trao đổi với nhau thì anh em lại bảo là có nhiều cái lựa chọn nó tốt hơn cái chiếc túi này. Còn về Việt Nam thì anh em thích nó, thứ nhất là vì thiết kế, thứ hai là vì nó fit với những cái nhu cầu mà mang vác những cái đồ đạc phụ kiện EDC hàng ngày của anh em rất là tốt. Còn chiếc túi LV6 này thì nó được thiết kế dựa trên cái triết lý đó là Lovis, dành cho những cái người họ không có muốn bị để ý trong đám đông, hoặc là những cái cựu quân nhân họ đã về hưu rồi, họ không có muốn để người khác nhìn phát là biết mình là từng là sĩ quan và phục vụ trong quân đội, mà họ vẫn thích những cái thiết kế tính toán chi li từng một chút xíu của NO1 để fit với những cái phụ kiện mà họ đã xài trước giờ rồi, thì họ có thể sử dụng những cái sản phẩm Lovis như thế này. Thì Lovis nên là nó có thể giấu đi được, giấu cả cái logo luôn. Rồi, anh em thì cũng có thể thấy đó là cái tư thế đeo của hai chiếc túi này thì nó hoàn toàn giống nhau luôn. Anh em có thể điều chỉnh được cái quai đeo ngang như thế này, hoặc là chỉnh từ bên này lên trên này để chúng ta có một cái tư thế đeo đứng như thế này. Cái này thì trong clip mà mình review từng chiếc túi mình đã có nói rất là rõ rồi. Anh em có thể xem link mình đã ngay phía trên này nha. Rồi, để mình so sánh một chút xíu về cái những cái ngăn của hai chiếc túi này. Thì đối với LV6 thì cái ngăn phía trước này nó nằm ở ngoài này và nó liền với thân. Còn với cái Subenger thì nó hơi nổi ra ngoài một xíu như thế này, và nó có thêm hai cái ngăn lưới ở phía bên trong. Cái LV6 thì nó có thể thu gọn được cái độ dày của túi bằng cái đai này, còn Subenger thì không. Nhưng mà Subenger thì nó lại có được hai cái hàng moly webbing ở ngoài này. Còn LV6 thì thực ra thì mình thấy ở trên hầu như tất cả những sản phẩm trong dòng Lovis thì ở phía bên ngoài hầu như nó sẽ không có cái moly webbing. Rồi còn phía trong thì LV6 nó lại có được những ngăn lưới ở đây, và nó cũng có cái dây gắn chìa khóa giống như ở Subenger đây. Còn ở phía trong này thì Subenger thay vì cái ngăn lưới như thế này thì Subenger nó có những cái đai webbing mà đai khung như thế này để chúng ta có thể cố định phụ kiện ở đây. Còn cái mặt chính đây thì nó giống nhau nè, đây nó có một cái dải lút ở đây
để chúng ta có thể custom những cái power insert, ví dụ như của HeliContext. Mình thấy rất là nhiều anh em chuộng những cái power đó và dán nó lên trên này để có thể cố định được phụ kiện của anh em, nó không có bị rơi hết xuống dưới đáy, nó xào xáo tứ tung hết trở lên. Khi chúng ta cần chúng ta cũng phải tìm á. Còn khi mà chúng ta sử dụng những cái power insert thì chúng ta luôn biết là cái đèn nằm chỗ nào, con dao nằm chỗ nào, rồi cái bút nằm ở đâu. Ở phía sau này thì LV nó có riêng một cái ngăn CCW, nó là cái ngăn tự vệ nhanh đó. Ví dụ như khi mà đang đeo cái này, mình cũng có nói đến trong clip review riêng cái LV 6 này rồi nha, là khi mà chúng ta đụng chuyện cần tự vệ thì giật một phát ra không bị xỏ tay vô rút đồ ra chơi luôn. Còn cái LV 6 này thì nó không có, nhưng mà anh em bên nước ngoài sử dụng thì phải dành toàn bộ cái khu vực lúc này để có thể đính vũ khí lên, và phải mỗi lần mà muốn thao tác thì phải mở dây kéo ra và thò tay vào. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà anh em sử dụng súng lục và nó không có sử dụng cái Subenger này quá nhiều như ở Việt Nam. Ở cái ngăn này thì Subenger nó có hai cái ngăn đựng băng đạn này, nó là đựng băng đạn nha, nhưng mà ở Việt Nam thì anh em mình thấy anh em hay để bộ đàm hoặc là sạc dự phòng, cũng rất là hay đó. Nó fit vừa luôn cái cục sạc 20.000, sạc dự phòng 20.000 của Anker hoặc là Xiaomi gì đó, nó fit hết. Rồi ở phía sau này thì cả hai chiếc túi đều có cái ngăn lưới như thế này nha. Cái này thì anh em có thể để những cái phụ kiện hay cần lấy ra lấy vào nhiều lần trong ngày mà giá trị nó không cao lắm, bởi vì nó chỉ có khóa lại bằng một cái velcro nhỏ thôi. Anh em có thể đựng trong này những cái găng tay hoặc là khẩu trang hoặc là nước rửa tay vậy nè. Rồi về LV 6 thì nó có thể kết nối được với cái LV 18 bằng cái hai cái module này, kết nối với cái ngăn dưới của LV 18. Còn ở Subenger thì nó có thể carry lên được những cái ba lô của dòng Luxury bằng cái đài Rust Trigger System, bằng cách gắn nó lên cái dải Moly webbing ở hai bên này. Một cái điểm đáng lưu ý ở hai cái sản phẩm này đó chính là cái ở LV 6 thì cái con chạy mà để điều chỉnh độ dài đây nè thì nó có thể di chuyển được, còn ở Subenger thì nó không di chuyển được bởi vì nó đã may chết lại ở đây rồi. Cho nên mình thấy có nhiều anh em phản hồi đó là cái Subenger này xài một thời gian á, khi mà cái đai này nó cử động nhiều quá thì cái phần qua đeo này nó hay bị dồn lên trên này, nó hay bị dồn lên trên này. Còn ở LV 6 thì nó đã khắc phục được cái chuyện đó bằng cái cách là mình di chuyển cái con chạy này vào đây. Thì mình thấy cái cải tiến này tuy nó nhỏ nhưng mà không biết nó có nằm trong tính toán của hãng không, nhưng mà thật ra mình đánh giá rất là cao cái cải tiến này ở LV 6. Riêng về cái Subenger thì có một anh em, có vài anh em trên group chuyentactical.com blog đã có mod được những cái qua đeo, nó khắc phục được cái tình trạng bị nhăn qua chỗ này. Anh em có thể join group và tham khảo cái phụ kiện đó nha. Rồi, ở Subenger thì ở cái phần qua đeo này nó có thêm một cái dải Moly laser cut và có cái mặt lút như thế này để chúng ta có thể dán patch hoặc là gắn phụ kiện PVC gì đó về anh em. Còn ở LV 6 thì nó không có nha. Mình khá là bất ngờ bởi vì một cái sản phẩm nó được ra đời cách đây khoảng mấy năm rồi mà nó tích hợp rất là nhiều cái nền tảng Moly 2, ví dụ như là laser cut nè, lút nè, và ngay cả cái khóa này, cái khóa mà có thể thao tác như thế này đó. Thì ở trên LV 6 nó còn một sử dụng là khi cái khóa đó luôn. Về chất liệu thì phải công nhận là cái Subenger này vải nó khá là mỏng, nó chỉ có cái phần dưới đáy hay ma sát với những cái bề mặt khác cho nên nó gia cố bằng vải dày hơn thôi, chứ còn những cái vải cơ sở của nó khá là mỏng. Còn chất liệu mới trên LV 6 thì nó rất là bền, rất là nhẹ và chống nước cũng khá là tốt. Về phần chất liệu thì LV 6 nhỉnh hơn so với Subenger. À, có một cái chi tiết nữa đó là cái quai phụ để cố định cái túi với cơ thể. Khi mà anh em không sử dụng ở trên Subenger, anh em có thể nhét nó vào trong đây để cất nó đi. Nhưng mà ở LV 6 thì nó lại không có cái chỗ để cất cái đó.
cho nên là khi mà anh em không sử dụng thì anh em phải tháo nó ra, phải tháo nó ra, và khi muốn sử dụng lại thì là phải gắn nó vào, nó cũng khá là bất tiện. Nhiều người người ta bảo không cần cái đai này, nhưng mà mình nghĩ là trong những cái trường hợp mà anh em ví dụ như chạy bộ hoặc là đạp xe hoặc là cúi lên đứng thẳng nhiều á, cái túi này nó sọc sạch, nhưng mà anh em mang đồ đạp và nó nặng, nó sọc sạch khó chịu lắm. Cái quai này nó khá là hay đó, nhưng mà nếu mà không sử dụng thì nó lại khá là lòng thòng. Cho nên về cái điểm này thì lại thấy cái Tubenger nó thông minh hơn, vì nó có thể ẩn đi và khi cần thì chỉ cần rút ra thôi. Một cái điểm tiếp theo nữa đó là cái LV6 nó không có cái đệm vai như là ở trên Tubenger. Mà cái này thì mình nghĩ là anh em có thể tìm kiếm và nâng cấp nếu cần, thì nó cũng rất là dễ thôi, cái đai này thì nó có nhiều. Rồi, trên đây là một số những cái chi tiết mà mình đem ra để so sánh cái Tubenger và cái LV6. Nó giống nhau rất nhiều nhưng mà thực ra cũng khác nhau rất là nhiều. Vì vậy anh em có thể cân nhắc trong cái nhu cầu của mình, và đặc biệt là cái sở thích của mình về ngoại hình của hai cái túi này, để có thể lựa chọn được một cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất. Chúc anh em có được sự lựa chọn tuyệt vời cho mình. Và nhớ like, share, subscribe kênh của chimtactical.com để không bỏ lỡ bất kỳ một clip review sản phẩm nào trong tương lai nha anh em. Xin chào anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ.